Vâng chào các bạn, kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng hôm nay ngày thứ bảy xin phép được kính chúc tất cả các cô chú anh chị các bạn chúng ta có những ngày nghỉ của tuần thật vui vẻ. Và ngày hôm nay thì kênh Hoa Lan nhà em sẽ gửi tới quý khán giả yêu địa lan một số cái hình ảnh đẹp về hoa địa lan nở tại vườn nhà. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ giao lưu một số cái mặt bông đẹp. Hôm nay sẽ có những bông trung bình, bông đẹp và những bông tương đối là xuất sắc để phục vụ cái nhu cầu sưu tầm cũng như là nhu cầu lấy cây của anh chị em yêu lan lẽ ra là em không bán những cái cây mà lưỡi nó sáng như này đâu. Nhưng mà hôm qua thì có hai cuộc điện thoại của hai vị khách. Cũng là một phần nói cũng rất là hay và cái nữa là cũng kiểu dạng là một nói cái cách ca kỵ ấy. Em bảo là em chung phải bán những cái đẹp và phải có những cái đẹp thì đăng lên thì anh em mới có cái ngẫu hứng. Thì em cũng thấy đúng là ngày hôm nay thì xin phép được ghi tới tất cả các anh chị các bạn cái cây đẹp thì thường là nó sẽ bị chia ra. Đấy cho nhiều anh em nhưng mà giống của nó thì lại ít các bạn nhé Và số điện thoại các bạn liên lạc vẫn là số cũ Số 0949 Số này thì em ghim ở trên cái tiêu đề rồi Đấy thì Trước mặt cầu quý vị khán giả Đây là một cái khóm mà lưỡi nó khá là sạch đấy, Khá sạch và Cái đây là cái điểm mạnh nhất của cái khóm này Của cây này Thì cây này thì em hiện tại bây giờ em tách cả bụi Em chia cho mọi người luôn em năm lại Cây này em sẽ không để giống Để chia cho mọi người à, cây này đẹp nhất các bạn nhé Cây này thì nguồn gốc ở đèo Cao Bắc thuộc địa phận ngân sơn bắc cạn ấy. xíu nữa thì em sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh bóng hoa em chụp mà cái lúc mà nó chưa tàn cái này thì em lấy về được mấy hôm nó tàn rồi và um, các bạn thấy rằng là cái lưỡi của nó rất là sáng nhá và cây nó rất là to đẹp và các bạn về các bạn phải gột nhá mỗi cái khóm này là có hai thân thì um, em sẽ cho các bạn xem nốt hình ảnh và sẽ bắt đầu uh, báo giá cho các bạn nhá đấy một khóm như thế này là có hai thân Đấy và em có bốn khóm như vậy nhé các bạn nhé Đây đây là hình ảnh bông hoa của nó Và em lúc em chụp là em vừa mới uh, săn được Ở tại vườn của một người em Ở tại uh, Ngân Sơn ở Thuộc địa phận Bắc Cạn Em ghi là uh, 97 Bắc Cạn đây à, Đây là mã số 18 97 Bắc Cạn Thì em uh, sẽ lưu lại Và cái này thì có lẽ rằng là Em bảo chia hết thì cũng cũng, đã chia hết rồi Em để lại bốn uh, cái củ già Đấy, Còn lại là bốn khóm em sẽ chia cho mọi người sau đây thì em xin phép được giới thiệu từng khóm một luôn. Đấy nhá, cái khóm này là một đôi thân tơ nhá các bạn nhá, đang có hoa nhá. Đây, đang có hoa. Đang có hoa và hoa của nó tàn rồi. Đấy các anh chị các bạn chúng ta mua cây về chúng ta để chơi năm sau thôi. Đấy, để sổ cho năm sau có hoa thôi. Thì cây này thì lưỡi nó sáng rồi, không phải là lưỡi sạch đâu nhớ Các bác các bác không phải lưỡi trơn đâu nhá. Nó cũng là một cây lưỡi sáng rất đẹp. Đấy, cái điểm nhấn của nó là cái lưỡi rất là sáng và các bạn nhìn thấy hình ảnh của nó rồi. Đấy, một khóm như vậy thì em giao lưu với các bạn là với giá là 400.000 em bao ship nhá. Đấy, mã này là mã số 18 nhé các bạn nhé Mã số 18 nhé 18, 19, 20 Đấy trong mã 20 thì sẽ có mã 20A, 20B nhé các bạn nhé Mã số 18 nhé em bán uh, uh, báo giá cho các bạn rồi ạ Vâng và cây này thì nó xứng đáng với giá là 400 000 các bạn nhé Cho một cặp nhé Cây thân lá cực kỳ đẹp luôn Và cây nó khóm cũng rất là to Đấy, Cây rất là mập khỏe đây Mã số 18 các bạn nhé Đấy, 400k cho cái hình lưỡi sáng này Đấy, Có thể gọi là lưỡi uh, nó lưỡi đèn cù, lưỡi sáng trưng luôn Và cái hoa của nó rất là to Đấy, em phải nhấn mạnh là lưỡi sáng và hoa to đấy, Cây này hoa không bé một tí nào Và cây này vào tầm mắt của em thì em mới lấy đấy, Không phải là em tha từ dưới bắc cạn Về là mình phải có lý do của nó Phải không ạ đấy. Đây là hình ảnh của mã số 19 Nó là một uh, cặp mẹ con nhé các bạn nhé Cây này lá rất là to và kể cả cây ho, có, có, hoa hay không có hoa thì em vẫn vẫn bán giá vậy thôi Vẫn là cây lưỡi sáng đấy Em vẫn bán giá là 400 nghìn nhé Mã 19 á Một đôi ạ à, 400k Đấy 400k các bạn nhé về các anh chị các bạn chúng ta trồng sau một năm kiểu gì cũng sẽ được tổng khoảng 4 thân cái này Đấy Mã 19 cũng 400.000 cây lưỡi sáng đẹp kia nhé các bạn nhé Vâng à, các bạn xem kỹ nhá Đây là mã 20A nhé Vẫn là trong cái khóm của, của cái cây lưỡi sáng đấy Đây Cái này có 3 thân các bạn nhé Đây Có 3 thân tất cả nhé 3 thân thì em sẽ bán cao giá hơn 100.000 đã là 500 Khóm này Vâng Khóm 20A nhá đây 20A Hoa nó đây nhé các bác nhé Hoa nó đây ạ Vâng là một cây lưỡi rất là sáng đẹp luôn Đấy. Nếu như mà nó ở trong họng này mà nó không có những cái chấm đỏ này thì nó là một cây lưỡi trơn Nhưng mà nó nó có chấm đỏ ở trong đấy nên là nó thành thử ra là nó gọi là chỉ gọi là cây một cây đáng để chơi lưỡi sáng thôi ba thân các bạn nhé, khóm này là 20A này Đấy em bán với giá là 500 nghìn Đấy lên cho các bạn một số cái cây đẹp và hình ảnh đẹp của của nhà em Đây cuối cùng là cái này là dành cho anh chị em nào đã biết ươm cây và đã biết về cây nhé ấy cái này là gồm có ba cái củ già bạn này em đã bẻ lại củ chọc nhé em đã bẻ lại củ chọc đấy ba cái củ già thì ba cái củ già này thì nó vẫn còn lá nguyên lá hết đấy nếu như theo như anh em chơi địa thì còn lá là còn rất là ok khi chúng ta trồng nhé kể cả củ chọc em vẫn ươm lên được hết được đây là mã 20 b đây mã 20 b đây ba thân này em cũng bán 500 trăm nghìn các bạn nhé vâng 500 k nhưng mà như mã này thì bạn nào lấy thì em có thể bớt được 50 mươi nghìn là bốn trăm rưỡi bởi vì là cái này là ba cái củ nó tương đối là 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 nó già nó phần đuôi của cái thằng của cái thằng ba củ lúc nãy để bốn trăm rưỡi cho cái mã này Đấy, mời tất cả các bạn chúng ta xem lại cái hoa của nó thì sau đây em sẽ chuyển sang hình khác đây hoa của nó đây Đấy, chuẩn cây chuẩn hoa nhé các bạn về gột sau một hai năm thì lá nó sẽ côn lùn lại và bộ hoa của nó sẽ đẹp hơn sặc sỡ hơn nhiều Đấy, là kết thúc bốn à, cái mã hàng đẹp của nhà em cái này thì nguồn gốc của nó là ở đèo cao bắc thuộc địa phận Ngân Sơn Bắc Cạn Đấy, hàng đều có bác các bạn nhé Đấy. Vâng và sau đây thì em xin phép giới thiệu từ mã số 1 trở đi Mã số 1 là một cây mặc Nó là một cây mặc các bạn nhé Đây Hoa khá là to Đấy, hoa khá là to ôm cần nhé Mã số 1 này em bán với giá là 100.000 đồng Đây, một khóm này. Đấy, các bạn nhanh tay thì được nhé Bởi vì là những cái mã hàng này nó tương đồng giống những cái mã cây đẹp mà em mà em lựa chọn nhé các bạn nhé hầu như những cây em chọn là toàn bộ những cây đẹp hết đây mã số 1 đây 100 000 đồng thôi các bạn nhé cho một khóm ạ đấy một khóm ạ hình ảnh của bông lan số 2 đây chia cần rất đẹp và hoa của nó hướng ra ngửa ra rất là đẹp luôn đây mã số 2 em cũng bán 100 k nhé các bạn nhé đây 100 k cho mã số 2 cũng một khóm nhỉ đây mỗi khóm khoảng 3 đến 4 thân thì các bạn thoải mái rồi những khóm như thế này ấy, khuôn vai ngay ngắn và nó chia cần rất là đẹp Đấy. Mã số 3 là một cây vai ngang đây, một cây mặc vai ngang đây, rất đẹp đây. Đấy, một con mặc vai ngang đây, cái bông nào cũng giống bông nào vai ngang hết ạ. À. Đấy, mã số 3. À. Cái này bán cao hơn 20.000 là 120k các bác nhá. Đấy, mã số 3 120k khóm rất nhiều thân ạ, à. 120k thôi. Đấy. Bông lan số 4. Bông lan số 4 này em báo giá luôn là 100 000 nó thiên hướng về màu lý. Đây. Thiên hướng về màu lý, nó cũng là một bông khá đẹp và hoa của nó đối xứng với nhau. Đấy, một bông màu lý Đây các bác này Đấy Số 4 Cái này có tầm khoảng 3 thân ạ à. 100.000 nữa ạ à. Em lên mã số 6 Vâng ạ à, Số 5 thì có khách là vừa gọi điện thoại lấy rồi Lên mã số 6 cho các bạn này Một cây tiểu mạc xinh đẹp đây Một cây tiểu mạc xinh đẹp Đấy mã số 6 các bạn nhé Mã này 80.000 ạ à. Mã số 7 Một cây mạc Bông hoa rất là to Cây này bông hoa cực kỳ to luôn đây Mã số 7 Lá rất là đẹp luôn 68.000 các bạn nhá Mã số 7 nhá 68k nhá Và những cái mã 68k này thì em có thể chọn cho các bạn à, Các bạn có thể lấy 3, 3 mã hoặc là 5 mã gộp à Đấy Các bạn lấy 5 mã thì em chỉ bán 60.000 thôi Đấy các bạn nhá, các bạn mà lấy 5 mã em chỉ bán 60 000 thôi, các bạn lấy 3 mã thì 68 000 Đấy. Mua 5 mã thì em sẽ tặng cho cho thêm các bạn một mã là 6 mã cái, hàng mà 68k này này Bông tương đối đẹp khuôn vai ngay ngắn luôn Vâng các bạn để ý kỹ nhé Bắt đầu từ mã số 8 thì sẽ là những cây đẹp nhé Mã số 8 là một cây lý Đây Số 8 nó là một cây lý này Đây Một bông lý siêu đẹp nhé các bạn nhé Hoa của nó cuốn cần và hướng thiên ạ à. Đấy cuốn cần hướng thiên Cái này thì uh, lẽ ra là hôm nay em chụp ảnh và lưu lại Đấy, Nhưng mà tôi thì uh, em cũng bán một số cây đẹp trong cái chương trình ngày hôm nay Thì trong đó có cả cái này mà số 8 này em bán với giá 250 nhá Đấy, mà Một bông lý Bông này cây này như thế này là em bán rẻ các bạn nhá Một bông lý Đây ạ 250 nghìn ạ Rất là rẻ Đấy ờ, Đây là một cái cây đại mặc Cây này các bạn nhìn thấy hoa nó đẹp không ạ Đây em sẽ chia cho các bạn xem cái, cái hoa của nó chia đây Đấy, Còn một bông đúng bông cuối cùng Một bông đại mặc Khuôn cánh đều đẹp này Lá rất là to này Đây Vai rất là đẹp này Đấy Cây này rất là đẹp luôn các bạn nhá cái này thì em trồng từ năm ngoái rồi Đấy, cái này là sổ năm thứ hai rồi ạ Đấy, Cây này từ năm ngoái rồi Một cây đại mạc em uh, Mã số 9 nhé em nhổ ra để chia sẻ với các bạn Mã này thì em chia sẻ cho các bạn là 200 nghìn nhé Con này em không đẹp thì em chung không lấy tiền nó Thực sự các bạn là như vậy Con này rất là đẹp luôn Đấy, Sổ năm thứ hai rồi ạ Đấy, Một cây đại mạc Đây, Hoa chia cần rất đẹp luôn tối Hôm nay em chia sẻ cho các bạn Một cây đại mạc lá to đây cả cụm luôn đây. Đấy. 200.000 đồng mã số 9 nhé các bác nhé mã số 10 một cái, mặt, uh, cốm, đây, một cái mặt lưỡi hoa xanh cốm cần hoa xanh cốm đây một cái mặc lưỡi hoa xanh cốm cần hoa xanh mã số 10 100k đây ạ đấy mã số 10 ạ hoa xanh cốm cần hoa cũng xanh ạ khá đẹp ạ khá đẹp ạ 100.000 mã số 10 nhé các bạn nhé đây là hình ảnh của mã số 11 đó là một cây cam một cây vàng đồng nhé các bạn nhé các bạn có muốn xem cây này ở ngoài nắng không ạ các bạn có muốn xem cây này ở ngoài nắng không ạ kể cả những cây mặt cũng vậy nhé Cây này mã số 11 các bạn nhé Và cây này thì em cũng báo giá luôn Cây này lá rất đẹp ạ à. Lá vặn luôn ạ à. Đấy ạ Lá vặn rất đẹp ạ à. Mã số 11 Đấy con này em bán 300 nghìn nhé Cây vàng đồng đấy nhá Và em sẽ cho các bạn xem bông hoa ở ngoài có ánh sáng nhá Đây giới thiệu với các bạn là Khi mà cái cây mà nó có hướng sáng đây Hướng sáng này là hướng sáng check 11 giờ nhá Hướng 11 giờ các bạn nhá Vâng hướng này hướng 11 giờ nhá Không phải hướng chiều nữa nhá Hướng này là hướng 11 giờ này Này hướng 11 giờ này Đây hướng 11 giờ như em chia sẻ ở trên kênh YouTube này đấy như thế này là hình ảnh của nó khá là thực chứ không ảo nhá các bạn nhá hình ảnh này là hình ảnh thực không ảo này bông hoa của nó sẽ như thế này đấy còn hướng thường của nó là như thế này cam thường nó sẽ như thế này đây đấy và cái bông của nó cũng rực rỡ nhá đây nó không kém gì cái 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 cây mà hướng chiếu sáng 11 giờ đâu nhá đây đây sẽ cho các bạn xem lại hướng hướng chiếu 11 giờ này đây được chưa ạ đó là một cách chụp ảnh nhé các bạn nhé Đó là một cách chụp ảnh và đó là một trong những cách làm cho bông hoa của mình đẹp hơn Và nó mang rất là nhiều cái nghệ thuật nhé các bạn nhé Đấy, Ok Đây khóm này cả khóm này Đấy, Chia sẻ cho các bạn 300.000 cây này Cây vàng đồng này Đấy, Rất là đẹp nhé các bạn nhé Rất là đẹp nhé đây Đó Vâng vừa rồi là mã 11 Đây là mã 12 các bạn này là một cái cây form màu vàng đồng nữa nhưng cây này thì các bạn nhìn nó hướng về màu mạc hơn nhưng cần hoa xanh lè Đấy, cây này thì em rất là thích em rất thích cây này luôn các bạn nhớ em rất thích cây này luôn cây này nếu mà gột lên đẹp thì nó sẽ là một cây đẹp cái này thì em đã chụp ảnh lưu lại mã rồi nhưng mã này em cũng bán với giá là mã 12 này cũng bán với giá 300 000 cần hoa xanh và cây này em cũng muốn các bạn nhìn thấy dưới cái góc độ nghệ thuật là hướng hướng dưới nắng em sẽ cho các anh chị các bạn chúng ta vừa mua cây và các bạn vừa định hình được được một bông địa lan đẹp và thế nào là chúng ta có một cái nghệ thuật để chúng ta chụp hoa đấy bởi vì là cái cái kể cả đi hoa địa lan và tất cả các loài hoa nói chung kẻ chụp người mẫu cũng vậy thì cũng cần phải ánh sáng cũng cần phải chất lượng ánh sáng hình ảnh phải không ạ thì xin thưa với tất cả anh chị các bạn đây là những cái góc độ mà chúng ta chụp hình và những cái góc độ mà chúng ta lấy nét để chúng ta chụp một bông địa lan đẹp đây nó rất đẹp và nó rất là cân xứng với cái số tiền của anh chị bỏ ra là 300.000 đồng cho cây cần xanh này. Nó có cái ánh sáng của nó tương phản các bạn nhé. Màu sắc tương phản Ok ạ Cảm ơn mọi người nhé Mã này 300.000 đồng xứng đáng nhé Mã số 12 Mã 13, 14, 15 Thì hôm nay thì em cũng xin phép uh, uh, Tất cả các bạn là em sẽ tách một cây cây điểm Cây này là cây hoàng điểm Hoàng điểm lưỡi đỏ Một cây sổ của rừng cao bằng nhé các bạn nhé Đây hoàng điểm lưỡi đỏ Một cây sổ của rừng cao bằng cái này có 3 khóm nhé Và em sẽ cho các bạn xem cả ba khóm này luôn Tí nữa các bạn lại bảo là em tách ở đâu về ba khóm đây là khóm già nhất Và khóm ở giữa và khóm có hoa Đấy, có ba khóm nhé cái này là có 6 thân tất cả thì bạn nào lấy cái khóm củ già thì sẽ được uh, khóm khóm già nhất sẽ được có quả củ già và sau đây thì em sẽ quay cái hình ảnh của cái khóm mà uh, thân có thân có hoa trước đây thân có hoa trước một cặp thân có hoa trước đây một cặp thân tơ có hoa từ từ đã quay cho các bạn xem đây hoa nó đây không đẹp là em chung không lấy tiền các bạn nhá Đây hôm nay còn nắng thì em Trung sẽ uh, chia sẻ và giới thiệu với tất cả các bạn trong vừa cái video này vừa bán hàng vừa chia sẻ cái cách chụp Đây, Chúng ta chỉ cần lệch đi một tí thôi là cái hoa của nó sẽ mang màu trắng ngay, phải không ạ? À? Đây ạ, à, lệch đi một tí là hoa màu trắng ngay Nhưng khi các anh các chị các bạn mà biết chụp thì nó sẽ bông hoa nó hiện lên rất là đẹp luôn, rực rỡ luôn Đây 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 Đó Nó là một cái hoàng điểm rừng lưỡi đỏ nhé các bạn nha Vâng Mã 15 Đấy 600k nhé các bác nhá Cái này thì em sẽ bán với giá là 600 nghìn một đôi Và ở đây trong này có ba đôi như vậy Cái nào em cũng bán 600 hết Đây Đây hình ảnh thực tế của nó đây Cũng rất đẹp này các bạn này Đây hình ảnh có phông là đã đẹp rồi Nhưng có ánh sáng nữa lại càng đẹp nữa Đây là khóm mã số 15 các bạn nhá Rồi ở đây tiếp theo này Còn có mấy khóm ạ Có ba khóm tất cả đúng không ạ Đây Mã số 15 này Tiếp theo Mã số 14 đây đây Đấy, Cái này là hai củ ở giữa nhá Mã số 14 Cũng là hai củ ở giữa đây Đấy Dành cho các anh chị các bạn nào mà đã biết về cây và đã ươm cây rồi cũng 600 nghìn nhá các bác nhé Bởi vì em bán cây giống thì em sẽ không bớt đâu Cây giống thì nó ít lắm Và cái nào nó cũng giống cái nào thôi Cây có hoa với cây không hoa nó giống nhau thôi Các bạn ạ Đấy mã 14 cũng 600 nghìn Tiếp theo Mã số 13 để em giới thiệu ngược ạ Vâng mã số 13 ạ có hai thân có lá nhưng cái này thì các bạn sẽ rất lợi nhá. Các bạn lợi là các bạn sẽ có cái này sẽ có rất nhiều củ chọc 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, năm củ chọc nữa đây. Cái năm củ chọc và hai củ có lá. Mã số 13 nhỉ, 13 14 15 đều giống nhau hết, đó là cây đó là cây hoàng điểm rừng các bằng em, cây mấy sổ em phải bắt được năm nay. Đấy, ba khóm tổng cộng ở đây, em bán 600 000 một mã. Đây, bạn nào lấy mã nào cũng được, 13 14 15 nhá các anh chị nhá. Đây là một cây hoàng điểm nữa Cây hoàng điểm này thì nguồn gốc của nó ở Đèo Cao Bắc Các bạn nhá Vâng, có thể là gọi hoàng, hoàng, điểm, hoàng điểm đèo gió Em sẽ tư vấn luôn cho các anh chị các bạn luôn Hoàng điểm Đông Bắc, hoàng điểm đèo gió Các bạn đặt hai tên này Anh chị nhá Hoàng điểm Đông Bắc hoặc là hoàng điểm đèo gió một trong hai cây một trong hai tên này. Bởi vì cái này em sẽ bán cho các bạn đứt gốc. Đây, một cụm đây. Một cụm này. Cái này lẽ ra em tách ra nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, nó như thế này thì tách ra thì bác nào mà biết chơi thì 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 sẽ lấy củ chọc nhưng mà bác nào mà không biết chơi hoặc là các anh chị nào mà bán củ tơ, bán cặp tơ cho khách hàng thì cái cây chọc này thì bán cho ai? Đấy thì khách hàng sẽ rất là tin định nhau. Nên thành thử ra em sẽ bán cả cụm này cho anh chị em với giá 1 triệu đồng. Thế thôi. Đấy, cho bạn nào sở hữu đất gốc cây này. À, có thể em có thể tư vấn cho mã 16 này chúng ta có thể đặt tên là Hoàng Điểm Đèo Gió hoặc là Hoàng Điểm Có Bằng. Ok nhá. Một trong hai tên phải không ạ? hoàng điểm điều gió, hoàng điểm có bằng. Ok hoặc là hoàng điểm đông bắc. Đấy. Bạn nào đặt tên nào cũng được, đây. Mã này em bán cả cụm luôn nhá. Một triệu. Em sẽ khoe cho các bạn một chút nắng nhá, khi soi một cây hoàng điểm này nhá. Đậm chất màu vàng luôn và lưỡi điểm đỏ gọi là hoàng điểm. Ok, hoa của nó cần tàn rồi nó hơi rối một tí, nhưng về các anh chị các bạn luyện lại thì sẽ là một cây đẹp. Rồi bán hoàng điểm rồi, bây giờ em xin phép bán được một cây cánh form cánh thuộc dạng cánh thủy tiên nhé một cây gọi là cánh bầu hoặc cánh thủy tiên một hai ba bốn thân nhá củ bé củ chọc cái này cũng đứt gốc nhá đây khóm này cũng đứt gốc một cây bộ lá rất đẹp với cái thiên hướng của bông hoa này là cánh thủy tiên cánh bầu hoặc là cánh thủy tiên đây các bạn này đấy lúc cái lúc trở về là nó cái một cái ấy nó bị 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 rơi mất rồi một cái uh, lưỡi của nó bị rơi mất rồi nhưng mà cái độ đẹp của nó thì các anh chị các bạn cũng cũng chắc là trong video này các bạn cũng sẽ định hình được và hình dung được đây một một bông thiên hướng về cánh thủy tiên đấy. bông của nó cánh của nó cánh khum khum lại nhá kiểu dạng như móng rồng ấy. đấy. là một bông rất đẹp trong cái chương trình ngày hôm nay các bác nhá một bông rất đẹp trong cái chương trình này về bông màu mặc ấy về một bông màu mặc rất là đẹp đấy khóm này thì em bốn thân nha các bạn nhá bốn thân à, 800 nghìn nhá các anh chị nhạ 800 k cây này đấy cây này nếu mà nói một triệu cũng được nhưng mà thôi em nói 800 thôi đấy em bán đứt gốc cây này ạ à. đấy các bác xem Bông hoa của nó ạ Nó không có điểm gì chê nhỉ Vâng ạ Cái này nó không có điểm gì chê nhỉ Một cây mặt à, Mã số 17 Một cây mặt cánh thủy tiên Đây Vâng và mã 18, 19 thì có khách gọi điện lấy rồi Đây mã 20 Đây Một khóm ạ Đây các bạn xem Hoa của nó rất đẹp nhé Khóm này bán 120.000 mã 20 ạ Một khóm Chắc còn khoảng 5-7 thân như đấy Về các bạn nhân giống Trồng ra là một cây uh, mặt uh, hoa của nó rất là ôm cần đẹp. Mã 20, 120k. Hình ảnh khóm mã 21, khóm này chắc có khoảng 3-4 thân. Khóm này cũng là một bông hoa đẹp các bác nhận. Tuy nhiên khóm này em sẽ bán cho mọi người cái giá của mọi người sốc luôn ạ. 100.000 đồng ạ. À. Đây ạ. Mã 21 ạ. À. 100.000 đồng. Đây. Đấy là một khóm bộ lá huyền diệp rất đẹp luôn. 3-4 thân luôn. Những bông lan cũng rất là đẹp luôn. Mã 21. 100k cho cây này Em nghĩ chắc là anh em ưng ừ, luôn ạ Vâng hôm qua khi em bán hàng ấy thì em giới thiệu cây này khá kỹ nhưng mà các bác không để ý Khả năng là các anh chị các bạn chưa chơi mặc mấy hoặc là các bạn mới bắt đầu làm quen với mặc lan Em sẽ giới thiệu với các bạn cây này mã số 22 và hôm qua phiên hôm qua thì em bán rẻ Phiên hôm nay em xin phép bán mã số 22 này 350 Các bạn biết tại sao không ạ? 350.000 ạ phiên, mã, phiên này ạ à, mã số 22 và em sẽ bán đứt gốc cây này đây Đấy, hôm qua là không bác nào lấy nó chỉ có một thân tơ với một thân già thôi nhưng em bán ba trăm rưỡi các bác biết tại sao không ạ đây em sẽ cho mọi người xem nhá ở cái góc độ này các anh chị các bạn có nhận ra cây không ạ vâng ạ ở góc độ này các anh chị các bạn nhận ra cây không ạ các bạn thấy nhìn thấy cái điểm sáng ở giữa không ạ trên mặt lan là các bạn các anh các chị các bạn phải để ý từng tiểu tiết từng chi tiết một từng cái màu sắc của bông hoa một và từng cái cái ánh sáng của cái tức là của cái của cái đài của nó đây của cái đài của nó các bạn nhìn thấy trong đài của nó nó sáng rực ra đúng không ạ nó màu hồng và mà nó sáng rực ra nhé và cây này là một cây đẹp nếu mà khi mà các bạn mà dưới góc độ nghệ thuật hoặc là các bạn mà nhiếp ảnh ấy thì em nói thực sự các anh chị các bạn là cây này là một cây quý ở trong cái bộ sưu tập mặc lan mà em cũng chỉ chia sẻ cho các anh chị các bạn về giá với giá 350.000 năm mươi cây này đây ạ, ánh sáng rọi vào hướng này là hướng uh, 9 giờ. Hướng 9 giờ rọi vào nhé, rọi gần ngang các bạn nhé. Vâng, rọi gần ngang. Đây. Đấy, màu sắc của nó đây ạ. Đấy, các anh chị các bạn khả năng không nhận ra luôn đúng không ạ? Đấy, nghệ thuật mà, nó rất là hay. Và em chia sẻ cho anh chị các bạn luôn về những cái góc độ chụp ảnh và quay phim như này để uh, bông địa lan của anh chị các bạn lung linh và có giá trị hơn về nghệ thuật các anh chị nhé. Em lên cho các bạn một bông... Uh, lý cánh thủy tiên Vâng Em lên cho các bạn một bông lý cánh thủy tiên Siêu đẹp Khóm này không đẹp thì không biết là Cái nào mới đẹp Mã số 23 Một cây lý cánh thủy tiên Con này nó rất xứng đáng tiền các anh chị nha Cây này em bán với giá là 850k Cho cả bụi 850k cho cả bụi Đây Khuôn lưỡi cánh rất đẹp và em bán đứt gốc cây này Không chia nhé các bác nhé không chia nhé vâng ạ một thân này hai thân này ba thân bốn thân và có khá nhiều củ chọc đây có khá nhiều củ chọc về các anh chị các bạn chúng ta rửa sạch đi và chúng ta chia đôi ra và chúng ta trồng lại đây chia đôi như này là chúng ta trồng thôi hoặc các bạn muốn cây khỏe thì để nguyên đây mã số 23 nhé các bạn nhé một cây lý cánh thủy tiên nhé trong quá trình gửi đi thì chắc chắn là hoa của nó sẽ bị rũ và nó sẽ bị hỏng nên là khi mà các anh chị các bạn chúng ta nhận cây ấy thì chúng ta nuôi lại để năm sau chúng ta thuần hóa nó lên và cây nó sẽ đẹp hơn không có gì để chê với cây lý này Và cần hoa xanh ngắt luôn ạ à. Không có gì để chê Vai ngang đây Một bông lý siêu đẹp Đây là một cây ở uh, mã 24 để Em vẫn còn để nguyên trong bầu ạ à. Một khóm luôn ạ à. <laughs> Cây này thì cái nụ rất là to Và bộ lá huyền diệp Nụ rất to Đây Dành cho anh chị em nào yêu mặc và chơi mặc nhé các bạn nhé Đấy nở bông thứ hai thôi anh chị em nào yêu mặc và chơi mặc thì cây này nó rất là hay và các anh chị các bạn chúng ta có thể lấy được cây này quay cho các bạn cái góc độ của bông luôn này. đó rất đẹp ạ cái này em bán giá sốc luôn <laughs> 160 nghìn ạ à. Đây ạ à, 160 k à. Đấy Đây là hình ảnh 25 Em cũng sẽ bán đứt gốc cây này Cái này là một cây cam Cam đồng Lưỡi đỏ nhá Cam đồng lưỡi đỏ nhá Cây đẹp thì giá đắt các bác nhá Các anh chị chấp nhận nhá Vâng, cây đẹp giá đắt có 3 thân đổi củ chọc có. Mã số 25 ạ. À. Vâng, mã số 25 ạ. À. Đây ạ. À. Cây đẹp thì giá cao nhá. Cây này em bán 3 thân 1 triệu. Lưỡi bệt đỏ luôn. 3 thân nhá. Có thân có lá và thân có lá, hai có 2 thân có lá và một thân có chỉ có một lá thôi. 3 thân này em bán 1 triệu. Các bác biết tại sao thứ nhất lưỡi đỏ, thứ hai nữa là vay ngang. Đây, đó là một cây màu vàng đồng vai ngang. Con này rất đẹp luôn. Đây sẽ cho tất cả các bạn chúng ta xem dưới nắng. Cái này. Đấy, các bạn xem. Nó đúng màu cam đồng luôn nha. Và cái điểm nhấn của nó các bạn nhìn cái lưỡi của nó này. Không có điểm nào chê ạ. Không có điểm nào chê về cái này ạ. Không có điểm nào chê về cái này nhé các bác nhé. Vâng, vàng đồng vai ngang chia cần cân đối cái này 1 triệu xứng đáng luôn các bác nhá. Em bán trên em bán trên Facebook cái này nếu mà bán 1 triệu là bay trong phút mốt luôn ạ. Vâng ạ. Đây là hình ảnh chiếu ánh sáng chiếu 3 giờ chiều. Các bạn nhìn cái đồng hồ nhé hướng kim 3 giờ, ánh sáng nó chiếu vào bên phía bên, bên này đây. Đây nó soi rọi vàng sau. Các anh chị nào hay các bạn nào mà hay chơi BA chẳng hạn Đúng ạ? Hay hoặc là hay chơi đế chế chẳng hạn để chúng ta sẽ biết được tại sao em gọi là 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 6 giờ đúng không ạ? Lên một cây lý cánh thủy tiên nữa. Ngày hôm nay thì em toàn lên siêu phẩm các bạn nhá. Siêu phẩm của vườn em. Mã số 26 ạ. Có lẽ là em sẽ lên đến mã số 26 thôi. Các bạn nhá sẽ không lên nữa. Vâng. Còn ba mã nữa thôi nhỉ. Rồi ok, còn ba mã nữa thôi. Đây mã số 26 này. À, những cái mã hàng đẹp như thế này nó đã làm lu mờ hết những cái cây mặc thường rồi. Thực sự báo cáo các bạn như vậy Cây này ạ Vâng Cái lý cánh thủy tiên em bán 1 triệu rưỡi một thân, hai thân, ba thân, bốn thân Một này, hai này, ba này, bốn này Có năm thân tất cả, mã số 26 Cái này không đẹp, em Trung không lấy tiền Em Trung live stream cái này, em Trung còn nổi da gà vì cái này Bởi vì không biết là các bác như nào Nhưng mà em Trung yêu cái đẹp Đây, cần xanh nhá Hoa phân ngay ngắn đẹp cực kỳ luôn ạ Đấy, một triệu rưỡi cây này Cho cả cụ ạ Trời ơi các bác ơi, đây Đó Mà 27 một cây mặc Mã 27 là một cây mặc Khuôn vai ngay ngắn luôn, đây Hoa của nó ôm cần khuôn vai ngay ngắn Tức là những cái cây này cũng là những cái cây rất là đẹp luôn Dành cho anh chị em mua sưu tầm và các bạn mới bắt đầu tập trồng chơi địa Cây này bán với giá là 100, 120 nghìn Cây này cả khóm vâng ạ Vâng cả khóm 120k đây Đấy, cả khóm, mã số 27 em sẽ lên cho các bạn mã số 28 này và mã số 28 này em sẽ cũng xin phép tí nữa sẽ rọi nắng cho các bạn xem mã số 28 này các bạn thấy điểm nhấn của nó là cái lưỡi đây vâng cái lưỡi và các bạn nhìn thấy ở trong là nó kiểu dạng như là đốt lò ấy. đấy trong những cái tâm hoa của nó gọi là dạng đốt lò ấy. hoa rất là nhìn rất là sáng và nóng đấy, khóm này rất to rất là to cái khóm này em bán với giá 250k nhé vâng mã số 28 và em sẽ cho các bạn xem dưới nắng cây này nó như thế nào vâng hướng nắng rọi à hướng nắng rọi 9 giờ. 9 giờ 10 giờ nha các bạn nhé hướng nắng rọi 10 giờ. Nó sẽ phảng phất lên một màu hồng. Và các bạn nhìn thấy những hình ảnh ở trong ấy nó kiểu dạng như đốt lò. Đúng bạn Nó là một bông địa đẹp của 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 của, của một trong những mã đẹp. Đây. Nó không lên nét được, không lên nét được. Đây, ok các bác này, lên nét được rồi. Đây. Gió quá. Gió quá. Đây. đây là sự ảo diệu của địa lan nha các bác nha Và đây là cái đẹp của địa lan. Cái giá trị nghệ thuật của nó là nằm ở những cái chỗ như thế này. Đấy. Các bạn chỉ nhìn thấy cái sắc hoa của nó khác một tí thôi, khi mà các bạn các anh chị các bạn lên ảnh nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Đấy, nó bị mờ quá. Đây là hướng hướng này là hướng hướng này là hướng hướng nắng chiếu 12 giờ này, đây. Nó sáng trưng như này. Không ăn thua phải không ạ? Hướng 3 giờ chiều. Hướng 3 giờ chiều nhưng em không lấy nét được các bác ạ. Hướng 3 giờ chiều cũng rất đẹp. Đấy, em không lấy nét được. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Mã số 28. Vâng. 250 nghìn. Mã số 29 các bác ơi. Nó cũng là một cây khá là đẹp đấy ạ. Mã này ạ. Rất đẹp ạ. Khuôn cánh Thủy Tiên con này em bán với giá là 200 nghìn nhé các bác nhé. Vâng. Mã số 29 một khóm rất là to ạ. Cái này những cái cây mã đẹp như thế này các anh chị các bạn cũng, là, cũng nên lấy. Thứ nhất là nhiều giống cây thứ hai nữa hoa của nó cũng rất đẹp ạ. 29 ạ. Vâng. 200k ạ. Vâng em khoe với tất cả các anh chị các bạn ở cuối chương trình này là khoe với các bạn một cây lý cánh Cái này có thể là gọi là cánh sen hoặc là gọi là cánh thủy tiên cũng được Nhưng mà em nghĩ rằng là nó chưa được đạt cho lắm để gọi là cánh sen Đấy, Về cái chiều hướng và phương diện Tuy nhiên rằng là cây này thì nó đã ẩn chứa được rất là nhiều yếu tố của form cánh bầu cánh to Đây giới thiệu với các bạn đây hướng này là hướng uh, uh, 10 giờ sáng nhé các bạn nhé Hướng nắng 10 giờ sáng đây Giới thiệu với các bạn một bông... Uh, mà đó chiều hướng của nó là cánh cánh sen, cánh thủy tiên đấy. Đấy, cái này có thể gọi là cánh thủy tiên hơn. Đấy các bạn xem. Hình ảnh và chất lượng hoa. Vâng, em không biết là phải khoe thế nào với các anh chị các bạn cái này nhưng mà cái này cũng sẽ là những cái hình ảnh cuối cùng của cái video ngày hôm nay. À, xin được gửi lời chúc sức khỏe và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị các bạn vào những cái chương trình livestream trực tiếp tiếp theo nhé.